Trong cuộc sống 4.0, con người dường như đang thay đổi hành vi, khiến cái gì cũng nhanh, quyết định nhanh, phủ định nhanh. Điều ảnh hưởng trực tiếp lên sự thay đổi của con người đó chính là giáo dục. Và những khái niệm nào về thầy cô 4.0 sẽ được định nghĩa trong Cất cánh tháng 11? Cách tiếp nhận tri thức, mối quan hệ giữa thầy và trò và những vai trò mới của họ trong cuộc sống. Tất cả sẽ có trong Cất cánh tháng 11 thứ bảy tuần này, ngày 23 tháng 11 năm 2019 trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.